ơi, cả nhà ăn trái sung cho nó sung. Trái sung ăn cho nó sung là thiệt nha mọi người. Nó có nhiều vitamin lắm, mọi người có review rồi ạ. Nó mềm. Trái sung này cả nhà nó ngon nha cả nhà. Ngoài đây còn có dâu nữa, có hoa, có blueberry nè, người ta trưng hoa đẹp, có một cái miếng lá bạch hà sung nè đó. Có hàng ốc chó, có một cái hoa, dâu, mà một cái lát bánh mì không này ở đây bán là 50 bạc, là cỡ như 40.000 Việt Nam mình đó nha cả nhà. Bánh mì rất là ngon luôn, người ta làm bự lắm, đẹp lắm. Và nhưng mà cái bánh mì này là Huy mua 220, tại vì là có sung, có dâu, có blueberry. 220 là cỡ 170.000, 165.000 vậy cả nhà. Còn nếu cái bánh không thì là 40.000. Cái bánh nó ngon lắm đó nha. Hồi nãy có sung, có dâu, có blueberry, có phô mai nè, có mật ong, có trưng hoa nè. Ngồi ở trong máy lạnh thì nó không có bị mấy con ruồi nó bay bay. Cái bột bánh mì người ta làm ngon lắm nha, giòn nữa, nhìn giống như da heo á.
không? Sao như thế này? Anh đi không? Nước nghe nghe đam này mọi người đó. Người ta ghi tiếng Thái là Quang Hang Chira 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 Khe Chira Khe. 35 dày là 35, dày là lớn. Quang Hang Chira Khe hả? Quang Hang Chira Khe. Quang Hang à, hó hiệp xa lùa lùm lùm. Quang Hang nha cả nha. Cái này là chữ hờ có dấu hỏi luôn. Quang Hang Chira Khe. Cái này cái chữ hờ nó có dấu hỏi luôn, nó tự có. Quang Hang Chira Khe. Tháo lại là khắp. Ok, 35 bạc nha cả nha. 4 nhân 7 35 được cỡ 25.000 á. À, đúng không? Cỡ đó. Ai.
tối thui luôn. Đi cái màn may vô nó tối thui luôn, cái phòng là được là ngủ được này, bữa giờ ngủ không có được mọi người. Mà ráng tiết kiệm á, mà cũng đâu có dám mua cái ấy ở IKEA đâu. Bữa sinh nhật đi vô coi nó mắc tiền với lại đóng đinh con nhà người ta đâu có, đâu có biết đâu. Con gái phụ nữ đóng đinh thì người ta nói đàn ông quá thì cũng được, cho nên tiết kiệm đi may cái này 50 50 dán vô từ cái này này, từ cái miếng này này, giờ nó còn dư vải, tiết kiệm đi may một bộ đồ. Chứ hồi giờ từ lúc bị bệnh tới giờ mình đâu có may đồ đó, mua đồ đó, mình tiết kiệm, mình lấy cái miếng đó mình may một cái bộ đồ, một cái áo, một cái áo thun kaki với là một cái quần lửng để mặc. Hay là mày áo dài ta được nè, giờ tối không ngủ được bạn. 30 40 ngàn để ăn gì trứng ốp la buổi chiều, giờ sáng là ăn ăn sang rồi, ăn sung nó sang. Buổi chiều thì mình không phải sợ bị chửi nên mình ăn tiết kiệm, mà mình hết tiền thiệt nha. Nói giờ nó cũng chưa hết tiền mà phải để dành tiền, tại vì có tiền lương YouTube á, cho nên là hơi phải để dành để mua mấy cái hũ thuốc, không biết đợt này bao nhiêu rồi chết bao nhiêu, rồi còn tiền điện chưa biết nha. Cho nên là ăn sang vào buổi sáng, ăn sung để có sức đi lấy mấy cái màn, đi sắp xếp công việc. Công việc YouTuber hôm nay kiếm 5.000, 10.000 nhưng rất là vui. Đây bây giờ Huy sẽ Huy sẽ bỏ đá mà uống ở cái nhà này nè. Giờ có cái này thấy được quá ha, nó không có nắng nữa, thấy ok quá luôn á. Tự nhiên thấy nó tỉnh lại liền, bữa giờ ngủ không có được. Mà không có nói, mà có người ta nói than nó nóng, nó nắng á mọi người. Hơi sáng rồi thức, cái mắt hơi mệt. Hôm qua uống uống rượu cho nên hôm nay người hơi mệt. Hồi nãy cái màn là muốn xỉu xuống là thiệt nha, chẳng phải diễn đâu nha. Sáng bởi vậy đâu có dám uống rượu. Nhưng mà có một cái clip uống rượu để cho mọi người biết là nó mệt như thế nào. Cái căn bệnh này nó mệt là nó không có sức khỏe của người bình thường. Người ta sợ lắm cái căn bệnh này, người thí dụ mà bệnh một cái là người ta sợ bệnh vặt rồi nó lâu. Rồi mấy cái cây xước này hôm qua cái thằng kia tự nhiên đang đi ngoài đường nó quơ trúng cái tay chạy cái máu này. Cây xước nó lâu lành lắm.